Còn bây giờ Kiệt có nói cỡ nào á, quý vị cứ những người gọi là bị chướng ngại quá nặng á, khôn và hành ra ngu là gì? Trong kinh Phật có nói mà, còn người ngu á thì khôn. À, nó nghi ngược lại. Tại vì người mặc bình thường á, nghe Kiệt nói cộng với bao nhiêu á là tin là đi thờ cha kính mẹ liền. Còn những người khôn quá cứ ngồi chờ, tại cuốn sách nó dày quá, mắt kiến cận nó dày quá, thì chờ chờ đến lúc mà gặp Covid, mà gặp con Delta nữa, ẹt luôn rồi xong, không có cơ hội đi về trời. Thì đó là những người khôn là bị như vậy đó. Cứ ngồi chờ, ông nội này ông nói, tôi khôn, tôi không có tin liền. Tôi để ai tin thì cứ tin đi, anh em gia đình tôi, tụi nó ngu hơn tôi, tại nó học thấp hơn tôi học cao hơn nó, tôi không có tin. Nhưng mà đến lúc mình bị nạn rồi là mình là người địa ngục, còn anh em mình á, là học dở hơn nhưng mà lại tin cha tin mẹ được đi về. Bác ơi, chùa Vô Vi ở Hà Nam linh thiêng là dùng du lịch tâm linh nhưng không ai tu sửa, tội quá bác ơi. Ủa thì có làng, có đảng, có bí thư huyện, bí thư tỉnh. Bữa hổm thì có bí thư thành phố, đại ca nên tu bổ tượng Đức Thánh Trần, trả lại cái ly hương. Nhưng mà cái lương cũ không biết giờ nằm đâu. Bữa nghe có một số fan nói là đang nằm ở trong Đại Nam. Những cái vật linh thiêng mà không đúng là của mình, mà mình tham mình giữ á, là mình sẽ gặp nạn liền xì bóc, nạn ly chia, đó là vậy đó. Cho nên phải đem cái ly hương cũ lại, nó quan trọng lắm. Tại cái ly hương nó cũng giống như cái một cái kỷ niệm của mấy trăm năm, mấy chục năm ở dân ở đó, người ta quen cái ly hương đó rồi. Khi người ta tới, người ta thấy ly hương mới, người ta cũng khựng lại nữa, thì cái tâm của người ta cũng thay đổi ngay lúc đó. Thì người ta cũng không vui. Khi người ta không vui thì lúc khấn người ta không có đủ phước, không có được phước nhiều như cái ly hương cũ. Lương cũ mấy vị chứng trong đó nó linh thiêng hơn. Cái gì đây? Tiến lên nói ly hương cũ mà đánh bóng lại đó chút. Đâu phải đâu, chú có hình hai cái ly hương, cái nhỏ cái bự rõ ràng mà. Không phải, với lại chú nói chuyện với mấy vị, chú hỏi với mấy vị cho nó. Ở trên thế gian này quý vị nên nhớ một điều nhé. Ai cũng có thể gạt ai, nhưng mà không ai có thể gạt Kiệt được nhé. Gạt cái Kiệt thì được, nhưng mà không có gạt được Phật với trời. Tại vì Kiệt hỏi được với mấy vị cái này đúng hay sai đó nha. Mấy vị nói cái ly hương đó là không có đúng. Còn con nói cái này á, tức là tiếng đó đó là coi chừng á, con bị tội á, không phải đánh bóng lại đâu. Thì đây Thuyền Tuyết Ngân nói cho con hỏi cái này nữa. Con nghe chuyện bên thầy, thầy có nói đi sao về vậy, vậy lần này thầy về là xác ngày xưa hay là xác mới vậy bác? Xác nào cũng không quan trọng, miễn là thầy tức là thầy thôi, con có biết không? Mà xác xưa thì càng tốt, mà giàu cho cái xác xưa đi nữa đó, nhờ thầy cũng trăm mấy tuổi lụm khụm, con có muốn không giờ lụm khụm mà trong 1 phút 5 phút mà nói ra được có 2 chữ không, hay là con muốn sách mới mà 5 phút nói ra 200 chữ để con học cho nó nhiều, con thích cái nào? Nói chung cái xác không quan trọng, miễn thầy tức là thầy. Cho nên hồi nãy năm cái hình nó cũng là thầy vậy, thì chú trả lời vậy không biết trúng chặt nghe con thích, nhưng mà chú cũng không có biết là thầy về sắc cũ hay sắc mới nữa. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có thể uyển chuyển hết, để cho nó hợp thời hợp cảnh. Chỉ có cái không uyển chuyển được là mình đang ở vào thời hạ hạ quân, thời thay đổi từ cái thiện